Đây là một bãi rác tự phát ở bên Nhật. Mọi người không nghe nhầm đâu ạ. Mọi người có thể nhìn thấy những chiếc ô tô, những chiếc máy múc và ở bên Nhật. Quay một bãi rác tự phát ở Nhật Bản, chàng trai phát hiện toàn đồ có giá trị. Theo đó, trên mảnh đất trống được người dân tận dụng là một bãi rác tự phát, có rất nhiều những đồ dùng gia dụng điện tử, những chiếc xe con, xe bán tải, xe tải, thậm chí có cả xe buýt hay những chiếc máy xúc nằm ngổn ngang trên mặt đất chịu nắng chịu mưa. Theo đánh giá của chủ nhân đoạn clip, những đồ dùng mà được người dân Nhật Bản cho là đồ bỏ đi, hầu như còn sử dụng được thêm vài năm, thậm chí là vài chục năm nữa vẫn còn bền. Thế nhưng đối với những rác thải công nghiệp khi được bỏ đi mà không được tiêu hủy, cũng không thể tùy tiện mang về để tái sử dụng. Thế nên những chiếc xe, những chiếc tủ lạnh hay là máy móc đều phải mình trần phơi nắng phơi sương để cho thời gian bào mòn và tự phân hủy hết. Đúng là bãi rác của nước có tiền có khác, nó khác bọt hẳn luôn đấy. Đánh giá sơ qua về vẻ bên ngoài của những chiếc xe này thì nó vẫn còn có thể sử dụng được. Nhưng không biết vì một cái lý do gì đấy mà người ta không sử dụng nữa và người ta vứt đi như thế này thì mình có thể mang về sử dụng được hay không á. Điều tất nhiên đó chính là không thể mang về được mọi người ạ. Ở bên Nhật người ta có vứt đi chăng nữa mà không phải của bản thân mình mà mình lấy về thì mình vẫn là người phạm tội. Thế nên là nhìn thì có vẻ tiếc lắm đấy, nhưng mà thôi, động vào cái đống này mà người ta báo công an là cũng rách việc ra phết đấy. Do việc xử lý rác thải ở Nhật cũng mất phí, thậm chí là với những chiếc xe hơi muốn đi tiêu hủy cũng vậy, nên nhiều người lại chọn cách vứt ra những bãi đất trống và dần dần hình thành nên những bãi rác tự phát. Mặc dù gọi là rác nhưng mà rõ ràng có thể thấy giá trị của rác thải khi bị vứt đi cũng không hề nhỏ chút nào. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng phải ngạc nhiên trước sự hào phóng của người Nhật khi thấy những đồ dùng cực giá trị nhưng lại bị bỏ đi làm rác thải. Nếu ở Việt Nam thì những chiếc xe bị bỏ đi có thể sửa lại và dùng tiếp 20 năm trước khi được phân loại kỹ lưỡng nhôm ra nhôm, sắt thép ra sắt thép qua bàn tay thần thánh của các cô đồng nát. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.